Trò chơi của quý vị khán giả đây. Có trò chơi là ăn dưa leo, ăn dưa chuột. Nhưng mà không có đơn giản cầm trái dưa mà ăn đâu nha. Mà mình để cái miếng dưa leo lên mặt mình, không dùng tay, hai tay để sau lưng. Mình dùng cái cơ mặt mình bằng mọi cách. Nhìn Việt Hương. Ai ố đi mà. Đẩy cái miếng dưa leo đó vô miệng, ăn hết là được. Mời dưa leo lên đây. Không được dùng tay. Không được dùng tay. Không được dùng tay nha. Chị ngửa mặt lên, dùng cái mặt. Không được dùng tay, cái chị cầm cái nón sắp được rồi đó. Một bạn được, hai bạn được, ăn hết đi. Ba bạn được, bốn bạn được. Bà ngoại sắp được, bà ngoại sắp được, ngửa lên, ngửa lên. Sắp được. Quá trời hay. Bà ngoại số 1. Trời ơi, sắp được bà ngoại ơi. Sắp được rồi. Yeah yeah. Yeah. Hai cái chị này là phạm luật nè. Chị này lấy tay đút cho chị này ăn nè. Bà ngoại vô đây, đăng gia quan hoa hậu. Chơi vui thôi, dạ. Thua cũng được. Thấy chưa? Lấy cái quà tặng liền. Trời ơi. Nói cho con biết là bà tên gì. Chị khuyên đi chợ. Đi chợ, rồi tại sao không đi? Giờ con cháu nhà đói meo râu. Con sinh ở nhà. Con đang sinh ở nhà mà cũng không hồi phụ nó luôn. Con hâm mộ Việt Hương, toàn quay hài Việt Hương. Hâm mộ Việt Hương, nhỏ gái đang đẻ ở nhà kệ nó. Nó đẻ thôi chứ Việt Hương lâu lâu mới về. Vui không bà? Vui lắm. Mời bà về lo cho con. Trời đất ơi. Chị em không? Thương hoài. Trời đất ơi. Bà nói quá yêu cho Nguyên Bịch luôn. Thiệt tình luôn. Hết nước nói mấy chị rồi. Mấy chị rồi số 1 trong lòng em. Số 1, số 1. Cưng quá Hung biết rồi.